tìm hiểu về phong thủy kinh nghiệm của tôi khi đến xem miếng đất ở trên online thì chúng ta sẽ xem ở trên bản đồ map hay gọi là Google map trên online thì chúng ta xem trên Google map trước Google map trước tức là bản đồ ở trên online nhé Google map trước sau đó thì chúng ta đến thực địa cũng là online và thực và 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 địa và, và, và offline đấy. À, thì những yếu tố nào về phong thủy chúng ta cần phải tránh. những yếu tố phong thủy đương nhiên phong thủy tốt thì chỉ cần tránh những điều xấu thì nó là phong thủy tốt được chưa? thứ nhất đó là miếng đất này nó có gần nghĩa trang không? gần nghĩa địa không? Đấy. Gần mộ không? Gần mộ không? Thì ở trên bản đồ Google Map anh chị có thể xem được là nghĩa địa hay là không nghĩa địa. Thì anh chị vào trong Google Map, anh chị search tìm kiếm cái địa danh mà anh chị đầu tư. Sau đó anh chị vào đúng cái location của cái Google Map đó, sau đó các anh chị search từ khóa là nghĩa địa hoặc là nghĩa trang, thì nó sẽ ra những cái nghĩa địa nghĩa trang ở gần khu vực đấy. Đây là cách đầu tiên. Thì nếu như nó ra cái nghĩa trang mà ngay bên cạnh mình, thì mình không nên đến để điều tra nữa, Bởi vì mình nhìn thấy rồi. Cái thứ hai là ở trên gì ạ? Gu trên bản đồ quy hoạch, ta nhìn được là nó có quy hoạch nghĩa trang ở ngay bên cạnh cái miếng đất đấy thì như vậy chúng ta cũng tránh luôn đỡ phải đi được chưa đấy là cái khâu điều tra của trên online thế thì cái nghĩa địa này này cách bao xa thì ok thứ nhất nó cách khoảng tầm 1 km trở lên thì là ok qua con đường qua con đường khác hoặc là qua bên kia sông hoặc là ở dãy ở bên kia khác cách trong bán kính khoảng tầm 1 à, km thì là được nhưng còn là gần ngay bên cạnh sát bên cạnh là từ 1 km đổ về là rất là gần hoặc là trên cái đường Nghĩa Trang đi vào đất thì qua cái Nghĩa Trang thì là cũng không được ai trong số anh chị muốn mua muốn mua miếng đất xây nhà mà cứ mỗi lần đi về phải qua cái Nghĩa Trang to tướng thì giơ tay lên ai ai muốn đi về nhà mình xây nhà mình đi về nhà mình cứ qua nghĩa trang to tướng tối đến mà mà chồng mà không có nhà sau đó thì hôm nay đi về nhà chạy qua cái nghĩa trang to tướng à, thì ai thích như vậy thì giơ tay lên nào ai thích giơ tay lên nào không ai giơ tay lên nhỉ như vậy là mọi người đều rất là ngại cái điều này nên là ta mua ta phải tránh được chưa mộ cổ hoặc là những cái ngôi mộ ở cái gần ngôi nhà hoặc là trong gần thửa đất thì ta là người miền bắc hoặc là ta là người miền nam hoặc ta là người miền trung thì tùy phong tục tập quán của từng tỉnh thành của từng vùng thì chúng ta sẽ xem được xem được là ở cái khu vực nào nhá. Khu vực nào người ta có phong tục như thế nào. Nhưng nói chung là người ta vẫn ngại. Về cơ bản người Việt người ta vẫn ngại. Trong nhà mà có mộ thì nói thẳng luôn là các cụ mà để trong nhà ấy, để mộ trong nhà hoặc là để mộ ở sân vườn ấy thì là bởi vì các cụ mong muốn là giữ đất con cháu là không bán cho thằng nào được hết nên là các cụ mới để mộ trong đấy là các cụ yêu cầu để mộ trong đấy anh, anh chị hiểu không nên là còn những cái người khác thì bây giờ là địa phương ấy người ta cũng yêu cầu là phải di chuyển hay là phải chôn cất ở trong nghĩa trang chứ không có chuyện là cho chôn ở trong nhà nữa nhưng mà có một số các trường hợp là nhà đất của các cụ nên các cụ cứ đòi chôn ở trong đó thì hỏa táng xong Trong các cụ chôn cái, cái cái cho ở trong nhà thì nó vẫn cứ gọi là mộ nhưng mà về cơ bản là mua phải những ngôi nhà như thế thì mình cũng không ở được mà bán thì chắc chắn là càng khó rồi bởi vì mục tiêu của các cụ là là làm nơi thờ cúng đấy, làm nơi thờ cúng biến cái miếng đất đấy trở thành cái nơi thờ cúng vậy à, nếu như ở xung quanh có mộ thì chúng ta làm thế nào để biết ở đây tôi chia sẻ với anh chị là có những trường hợp là cái người đầu tư trước ấy cái người đầu tư trước ấy, hoặc là cái người chủ ấy người ta không muốn bỏ hoặc là không muốn rời cái mộ đấy thì người ta làm thế nào các anh chị biết không người ta sẽ san phẳng luôn sau đó thì người ta trồng cây lên ở ngay cạnh nhà nhưng mà người ta san phẳng đất xong người ta trồng cây lên nó có nhiều cái trường hợp là ba bốn cái mộ như hôm trước anh Tuấn ở Hà Nội đấy anh mua anh đi lên trên Hòa Bình có cái nhà đấy nó có ba ngôi mộ sau đó thì nó san phẳng cái mặt ra sau đó để trồng cái cây bụi cây tre lên lên trên cái miếng trên cái ngôi mộ đấy và nó là những ngôi mộ cổ nên là rất là khó và những ngôi mộ đấy thì về cơ bản về tâm linh thì mình cũng rất là ngại khi mua phải những ngôi mộ đấy thì đấy là cách thì một cách để phát hiện ra thì các anh chị phải làm gì vào cái miếng đất chúng ta đi xem đất đấy nhá online chúng ta xem ở trên bản đồ map ta nhìn xuống rồi tí tôi sẽ chia sẻ cho anh chị là cái cách ở trên bản đồ map nhưng mà apply là nguyên tắc Số 1 là phải ghi xuống, phải đi vào trong miếng đất và phải đi tận, xung quanh miếng đất. Đi vào đất và xem xung quanh miếng đất. Đấy. Sau đó thì đi xung quanh cái khu vực có cái miếng đất đấy. Đừng bao giờ chỉ đứng ở bên ngoài nhìn thế này. Ôi trời ơi miếng đất này đẹp thế, Ôi giời. này vuông thế nhỉ, nhìn đẹp thế nhỉ xong bắt đầu là cỏ nó rậm ở phía đằng sau kia chẳng ra xuống xem gì cả thế hôm sau mua công chứng xong rồi bắt đầu với bảo thôi hôm nay là mình thuê cái người để dọn cỏ thì <laughs> dọn cỏ xong thì nó phát hiện ra cái ngôi mộ thế lúc đấy bắt đầu với lo quính lên bảo ui thầy ơi là hôm em đi mua thì em không có biết hôm nay em kiểm tra thì trên đất nhà em nó có ngôi mộ thì em phải làm gì làm sao để em có thể di rời được mà di rời được thì cẩn thận các cụ cho méo mồm đấy Đúng đùa đấy thế nên là gì ạ rủi ro và thứ hai nữa là gì ạ khi phát hiện được ra ngôi mộ đấy rồi thì cái người mua người ta không có mua cái người mua người ta không có mua nên là rất là rủi ro cho chúng ta nên việc của các anh chị là phải đi xung quanh thửa đất xem từng góc từng cạnh đặc biệt là các ông đi đầu tư đất nông nghiệp hoặc là đất ở những cái vùng tây nguyên hoặc là đất ở miền tây không đi vào đất mà xem cả một hecta cả hai chục hecta cả 10 hecta kiểu gì nếu như mà không may trúng được một lô nó có cái quả gọi là quả mộ ở trong đất đấy thì là quá rủi ro đấy thì bắt buộc chúng ta phải đi vào trong đất để xem đấy thì nghĩa địa này này tại sao mình phải tránh bởi vì theo phong thủy ấy, thì ở đây là âm khí nó rất là nhiều à, âm khí rất là nhiều và thứ hai là tâm lý của cái người dân Việt Nam ấy người ta rất là ngại ai thì cũng phải ra nghĩa địa thôi nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là sống thì lại sợ chết nên là sống sợ luôn cả người chết nữa đấy. là do yếu tố tâm lý và thứ hai là cái âm khí nó nặng nên dẫn tới là những cái vùng đất gần cái nghĩa địa đấy nó không được tốt nó không được nhiều người thích cơ bản nó nằm ở chỗ là chúng ta là nhà đầu tư chứ không phải là diện mua để ở nếu như chúng ta mua để ở thì cũng tránh rồi nhưng mà vấn đề là chúng ta là nhà đầu tư thì ta mua để làm gì ạ chúng ta mua để, để bán nên là cái người mua của chúng ta họ ngại nên là khó bán à, mua mà khó bán thì rủi ro chúng ta là không bán được đấy là cái yếu tố đầu tiên đó chính là về mặt phong thủy nghĩa trang